Tanzania nằm ở khu vực đông nam của lục địa Phi, trên bờ biển phía đông giữa Kenya và Mozambique. Thợ lặn không vào lục địa mà sẽ đến một hòn đảo có tên là Zanzibar. Từ các sân bay lớn luôn có các đường bay thẳng đến Tanzania, như các chuyến bay thường dừng ở cảng Dar es Salaam, thủ đô của quốc gia này. Trước khi bay đến hòn đảo bằng những hãng hàng không nội địa, du khách phải trả phí để nhập cảnh vào đất nước này. Cách khác là đi phà, cách này vừa rẻ vừa chiêm ngưỡng được phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Trên hòn đảo Nungwi là khu vực có nhiều bãi lặn tuyệt đẹp. Bạn có thể đến thị trấn này bằng xe trung chuyển hoặc taxi, phải băng qua hòn đảo trên những con đường bấp bênh, mất 1 giờ mới đến được những khu vực không thể tiếp cận bằng ô tô. Hành trình đến những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất Tanzania khá vất vả, nhưng bạn sẽ hài lòng khi đặt chân xuống thiên đường này. Mặt trời chiếu xuống vùng biển Ấn Độ Dương, thỉnh thoảng cát trắng như biến thành tuyết dưới mặt nước. Vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên hoang dã thể hiện rõ rệt ở những vùng nước này. Ra đời năm 1961 từ Liên minh tự do của các quốc gia độc lập Tanganyika và Zanzibar, Tanzania có thể tự hào là nơi lưu giữ bộ hài cốt lâu đời nhất được phát hiện đến ngày hôm nay. Do ngà voi, gia vị và nô lệ, quốc gia này từng là mục tiêu xâm lược của Ba Tư, Ả Rập và Bồ Đào Nha. Gần đây nhất là Anh. Từ năm 1984, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng trong giáo dục trung học và đại học, trong các tòa án và công nghệ. Tuy nhiên, tiếng Swahili mới là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong số 127 ngôn ngữ tồn tại ở quốc gia này. Đây được xem là ngôn ngữ chính thức. Quốc gia Cộng hòa Tổng thống này không có tôn giáo chính thức, nhưng nó có thể tự hào với sự hòa hợp tuyệt vời của các tôn giáo khác nhau. 45% dân số là người Cơ đốc giáo, 30% là người Hồi giáo và 25% là các tôn giáo bản địa. Tuy nhiên, trên đảo Zanzibar, 99% dân số theo đạo Hồi. Sắc màu bắt đầu thu hút và thôi miên bạn. Những tia nắng mặt trời nhảy múa dưới làn nước. Những lá cờ vàng bay phấp phới tạo nên những hình thù khuấy động không gian xanh thẳm. Ngọn lửa màu cam hòa cùng vũ điệu của dòng nước. Tại Zanzibar có một mối quan hệ kỳ lạ giữa du lịch cao cấp và bộ môn lặn có phần hoang dã. Đó là một nơi vừa xa xôi kỳ lạ, vừa hứa hẹn những cuộc phiêu lưu thú vị. Tại Spanish Dancer, vào lúc 8 giờ sáng, họ sẽ chuẩn bị tàu để tiến hành các hoạt động thể thao thường ngày. Ở đây, nhân viên công ty sẽ đưa tất cả các trang thiết bị cần thiết lên tàu đang neo cách bãi biển vài mét. Giữa những cơn sóng và câu chuyện khôi hài của các nhân viên, thợ lặn sẽ rất hứng thú khi được xuống nước với nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C. Do đó, đồ lặn ngắn hoặc dày 3 mm là sự lựa chọn hoàn hảo khi lặn ở đây. Mọi người thường lặn 3 lần một ngày, chủ yếu là do thủy triều. 2 chuyến lặn vào lúc sáng sớm và 1 chuyến lặn vào buổi chiều hoặc ban đêm. Khoảng cách giữa các điểm lặn khác nhau thường không quá xa nhưng phải mất 40 phút mới đến được Nemba. Do đó, để đáng công đến đây nên sử dụng 2 bình lặn. Sau chuyến lặn vào buổi sáng, nhân viên phụ trách sẽ đưa tất cả các thiết bị về đúng vị trí cũ, sau khi ngâm chúng trong nước ngọt để loại bớt canxi. Trong khi đó, quầy tiếp tân sẽ thông tin cho bạn những chuyến lặn sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Thông tin về chuyến lặn cũng như các khóa học cũng diễn ra vào thời gian này. Thợ lặn chuyên nghiệp và huấn luyện viên đến từ các quốc gia khác nhau nên bạn sẽ không gặp vấn đề về ngôn ngữ. Do không có thời gian để thư giãn trong ngày, buổi tối thường kết thúc trên các bãi biển ở Nungwi. Hoàng hôn ở lục địa này là khoảnh khắc kỳ diệu để hồi tưởng về những chuyến lặn đã qua.